Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga. Hiện tại mình đang là bác sĩ điều trị nám tại Thẩm Mỹ Sen. Thì như những video trước thì mình cũng đã có chia sẻ về những cái vấn đề về nám. Thì được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của các chị em, có rất là nhiều chị em đã nhắn tin vào fanpage Thẩm Mỹ Sen để có những cái thắc mắc, những cái câu hỏi mà nhờ các chuyên gia giải đáp. Thì hôm nay mình sẽ trích ra một số những cái câu hỏi mà khách hàng hỏi ở bên fanpage Thẩm Mỹ Sen. Thì đó là câu hỏi là: thưa bác sĩ, tôi bị nám da ở hai gò má này và đã từng điều trị bằng thuốc bôi nhưng không khỏi. Thì tôi chưa thăm khám bác sĩ nhưng có tìm hiểu thì được biết là da có thể cải thiện tình trạng nám. Vậy nên mong bác sĩ tư vấn giúp tôi để cái vấn đề peel da điều trị nám có được không? Hoặc là peel da tại nhà như thế nào để không gây tác dụng phụ? Xin cảm ơn bác sĩ nhiều. Thì hôm nay mình sẽ trả lời câu hỏi của chị khách hàng gửi đến fanpage của Thẩm Mỹ Sen. Thì peel da hay được gọi là chemical peel, lột da hóa học này, là cái giải pháp thẩm mỹ nội khoa phổ biến hiện nay ở các spa và thẩm mỹ viện. Thì peel da được ứng dụng trong trong da liễu thẩm mỹ theo cái lý thuyết sử dụng các dịch vụ acid này khác nhau như acid acetic này, hoặc là lactic acid này, hoặc là glycolic acid ở trên da để tẩy đi những cái tế bào da chết mà làm sạch và tái tạo da. Các hóa chất này sẽ thúc đẩy cái glycosamine hoặc là glycan, các nguyên sợi bào và tái tạo các chất elastin hoặc collagen. Thì bác sĩ có thể dùng một loại acid hoặc là kết hợp nhiều loại acid vào trong liệu trình thay da để tăng cái hiệu quả thẩm mỹ và điều trị. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại acid sẽ cần phải tiến hành các bước thăm khám da này, kiểm tra cái tình trạng da và nhằm mục đích là xác định các vấn đề về da. Tình trạng mà da bị lão hóa hoặc các loại da sẽ để đưa ra những cái phương án hoặc là những cái phác đồ thẩm mỹ phù hợp nhất. Thì tại Việt Nam, các bạn trẻ khá ưa chuộng với cái phương pháp và peel da bởi là tiện ích này, dễ thực hiện và không quá tốn kém. Đặc biệt là việc ứng dụng peel da sinh học chính là điều trị các vấn đề liên quan về sắc tố da, cải thiện cái tình trạng nám và tàn nhang. Peel da điều trị nám là cái phương pháp mà giúp thúc đẩy cái quá trình là thay đổi cái tế bào này, cải thiện cái sắc tố nám bằng cái cách là bong chóc nhẹ này, tăng tốc độ sản sinh các tế bào mới. Đồng thời với peel da này giúp tăng sản xuất collagen và phục hồi với làn da tổn thương bằng cách loại bỏ các melanin một cách tự nhiên. Tuy nhiên, bác sĩ cũng có những cái nhận định bằng phương pháp peel da điều trị nám không phải là phương pháp điều trị nám tốt nhất. Với các trường hợp nám nhẹ sẽ được cải thiện khoảng tầm 80%, những cái trường hợp mà da nám trung bình thì cải thiện khoảng 70%, và trường hợp là da nám mà bị nặng thì sẽ cải thiện khoảng tầm 60%. Ngoài ra, cái hiệu quả của việc peel da này còn tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người. Peel da điều trị nám còn có một số những cái nhược điểm như sau đây. Thứ nhất là nếu mà không may lựa chọn phải cái cơ sở peel da không uy tín chất lượng này, sử dụng những cái sản phẩm peel da điều trị nám kém chất lượng thì có thể là tình trạng nám da trở nên tồi tệ hơn. Bên cạnh đó thì không phải là cái phương pháp chăm sóc da hợp lý, sau cái quá trình đó mà chúng ta không chăm sóc tốt thì cũng sẽ làm cho tình trạng da của chúng ta tồi tệ hơn. Và thứ ba là chúng ta lạm dụng quá nhiều các lần điều trị nám bằng peel da thì có thể là gây ảnh hưởng đến sắc tố hoặc là mất sắc tố. Thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe làn da của chúng ta. Thì việc peel da không làm da của chúng ta mỏng đi, nó khác hoàn toàn với lột da nhé. Còn nếu mà các bạn mà muốn điều trị nám bằng cái phương pháp này thì hãy đến với Thẩm Mỹ Sen để được tư vấn và biết thêm nhiều chi tiết hơn. Hãy nhớ rằng việc lựa chọn các dịch vụ peel da để điều trị nám này giá rẻ không rõ nguồn gốc thì có thể là gây nguy hiểm đến sự an toàn và hiệu quả của việc điều trị của bạn. Thì mong các bạn là những cái khách hàng thông thái lựa chọn những cái cơ sở uy tín để chúng ta có một làn da đẹp nhất.